Hello, xin chào các bạn ha, mình là Huy đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để thiết kế logo chữ H trong hình tròn nha các bạn. Đầu tiên các bạn create new nha. Sau đó mình sẽ vẽ một cái đường line tầm 500 pixel và 90 độ. Các bạn giữ Alt và Ctrl D. Các bạn lỡ như Alt hơi xéo, Alt thẳng nhanh nha các bạn. Giữ Alt kéo ra nè và Ctrl D. Mùi đường like nha. Các bạn Ctrl G để gấp lại và Ctrl C, Ctrl B để nhân đôi layer. Sau đó các bạn qua cái phần transform và chỗ cái góc các bạn để không độ cho mình. Tiếp theo các bạn gây chuột vào góc giao nhau giữa hai cái hình vuông ngoài cùng, đến khi nào nó hiện cái chữ intersect lên nha các bạn thì các bạn sẽ kéo ra. Tiếp theo cách một ô bên trong. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ. Các bạn vào shape video tool, các bạn chọn màu đen nè và Ctrl E. Nhớ đừng có để bị lem nha. Rồi, nhớ cái chất kỹ lại xíu nha các bạn. Ngay chỗ này này. Ok, thì bây giờ mình đã chép xong rồi nha. Sau đó mình sẽ xóa những cái đường ở đây, xóa hết những cái đường thừa đi và layer kiểm tra. Rồi sau đó các bạn, bước này sẽ rất là ok, rất là đẹp đấy. Các bạn sẽ chỉnh cái stroke là 13 nha, với tỷ lệ cái khung cái chiều rộng và chiều cao là 300 thì cái này sẽ là 13. Ok, để mà các bạn phóng to tùy chỉnh mà nó không bị bóp những cái đường này lại thì các bạn vào Object Depend. Ok, thì nó đã trở thành những cái đường mà cái to rồi đó các bạn, đúng không ta? Nói chung là nó sẽ trở thành một cái hình vẽ chứ nó không còn cái chóp nữa nghe các bạn. Ok,
Rồi bây giờ làm cái nền cho nó thôi. Và các bạn tô màu trắng. Cái này do mình tự sáng tác ra nha các bạn. Cái này là cũng là tên của mình luôn đó. Mình đã đăng lên logo RRAL rồi. Mình đang đợi người ta duyệt. Ok. Rồi các bạn đặt một cái test ghi trong bóng tối luôn. Huy sai. Rồi các bạn cần chọn Shift O và vào đây Align. Rồi các bạn group và Align lần nữa. Ok, thì phần hướng dẫn thiết kế logo chữ H của mình ở đây là xong rồi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like và subscribe cho kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt.